Nên giải nhuận mã là thủ tục gì? Thủ tục là như hối lộ, là phải rải tiền vàng mã mới đi được. Trước khi đến đáo mã lộ là cúng thổ thần mới cho vong linh đi, chứ không có mấy ma giật cái hòm. Nên rải, ý nghĩa rải vậy, rải đường cho ma, rải tiền cho ma. Cái quan niệm nó rất là phi thực tế. Bây giờ thật sự ông bà chúng ta không có biết xài iPhone, mà trong cái giấy tiền mã có iPhone luôn, làm sao không biết sống không biết chết, làm sao đó, đó. Không lẽ đốt luôn cái cột điện wifi 5G 4G xuống dưới sao? Nó là một cái mâu thuẫn, là chúng ta bị trói cái mâu thuẫn đó, chúng ta không thoát được, giống như kiến bò miệng trậu. Thì cũng có thêm một cái tục từ xưa đến giờ, đó là rải giấy tiền vàng bạc và đốt giấy tiền vàng bạc. Thậm chí con thấy thời bây giờ á, đốt cho ông bà không chỉ có đốt giấy tiền vàng bạc không, mà đủ hết trơn à. Ví dụ như là đốt nón, đốt áo, đốt cả dây nịt, rồi đốt xe, đốt điện thoại. Rất là nhiều thứ người ta mô phỏng lại những cái vật dụng thường ngày để đốt xuống cho ông bà. Thậm chí có đốt cả một cái nhà rất là to nữa. Như vậy thì cái điều đó trong nhà Phật mình sẽ lý giải là như thế nào hả sư phụ? Cái chuyện mà đốt á là nó xuất phát từ người Trung Quốc thời siêu chúa đó. Hồi xưa mà mấy ông vua chết đó, phải đem mấy bà hoàng hậu, mấy cung tần mỹ nữ chôn chung luôn. Sau đó người ta thấy cái thủ tục nó quá ác, quá ác độc, nên người ta mới làm những hình nộm. Từ đó nó hình nộm từ từ biến tướng qua những cái hình mới mới đến đến dân gian hóa. Hồi xưa là chỉ có vua quan mới có thôi, nhưng mà bây giờ đến dân gian hóa là nghĩa là bắt chước theo. Và chết là nghĩa là dương gian âm phủ đồng nhất lý, có nghĩa là sống sao chết vậy. Họ nghĩ là ở thế giới bên kia là cũng sống như người trần của mình, cũng cần phải có tiền, cũng cần có nhà, cũng cần có đủ thứ. Nhưng mà họ không biết rằng làm gì ở thế giới bên kia, mọi chúng sanh có tần số năng lượng riêng và thọ báo riêng. Giống như chư thiên có cái phước báo, chư thiên có cái thức ăn của chư thiên, loài người có thức ăn của loài người, súc sanh như con chó có thức ăn của con chó. Con lấy thức ăn của con là cái phước báo cao. Chúng ta là loài người, chúng ta là phước báo cao, chúng ta đâu thể ăn được thức ăn của loài động vật. Giống như cái con chó đang ăn, mình đâu có thể dám lại ăn được, trừ khi người đó bị tâm thần. Thì chư thiên họ có phước báo cao hơn loài người, họ thấy loài người thức ăn loài người là thức ăn bất tịnh. Còn ngạ quỷ thì họ có ăn bằng cái kiểu thức ăn súc thực khác, mà khổ nổi chúng ta cứ bê cái gì sống sao chết vậy. Dương gian âm phủ đồng nhất lý mà, chúng ta nghĩ là ông bà cha mẹ chúng ta chết, chúng ta phải làm ông bà sống ở đây. Giống như có nhiều người ông bà sống ở trên, có một cái câu chuyện đó. Hay giờ ông cụ đó, ông đập xích lô, ông nuôi cả gia đình. Khi ông chết đi, vợ ông đốt cái xích lô, vô hỏi ông thầy. Ông thầy nói câu: chồng của cô lúc sống làm gì? Nói: chồng con lúc chết làm xích lô. Nói: cô quá ác độc, chồng cô đã đạp xích lô nuôi gia đình cô, rồi nuôi vợ nuôi con đầy đủ, đã mệt rồi, bây giờ chết dẫn cho xuống dưới đạp xích lô nữa. Nó cái tư tưởng họ nghĩ vậy. Chồng tôi sống sao vậy? Giống như gia đình tôi, ông bà tôi không ăn chay, ăn mặn, tôi chết cũng mặn. Cái chuyện đâu phải vong linh nào ăn đâu, do mình muốn ăn thôi. Thậm chí mình muốn ăn cái đó mình cúng, còn này mình Phật thì cho ăn bưởi không, ngày nào cũng ăn bưởi, tháng nào cũng ăn bưởi hết nhá. Nhưng mà mình ăn là đồ ăn ngon, nó sai lầm. Cái đó là cái sai lầm, cái mà tư tưởng sai và dẫn đến cái suy nghĩ sai, do là Đức Phật gọi là thiếu tri kiến. Mà tri kiến của nhà Phật là gì? Đưa con người ta đến cái sự giải thoát. Giải thoát là gì? Không bị trói buộc. Khi mà chúng ta rời khỏi cái thân xác của cái kiếp sống loài người, chúng ta sẽ đi đến cái quả vị gì? Do cái công đức, cái phước đức mà lúc sống chúng ta phun tập, chứ không phải là do cúng kiến hay đưa chúng ta đi đến. Mà càng làm vậy thì trói trói người bắt mình vô làm ngạ quỷ, là ma, nên trói hoài không thoát được, thấy không? Nên giải cái nhiều mã là thủ tục gì? Thủ tục là như hối lộ, là phải rải tiền vàng mã mới đi được. Trước khi đến đáo mã lộ là cúng thổ thần mới cho vong linh đi, chứ không có mấy ma nó giật cái hòm. Nên rải, ý nghĩa rải vậy, rải đường cho ma, rải tiền cho ma. Cái quan niệm nó rất là phi thực tế. Không lẽ những cái tôn giáo khác họ chết họ đâu có rải đâu, họ vẫn đi bình thường chứ? Do cái gọi là cái tư tưởng mình đã bị chấp vô đó, mà nó thành thì không thuyết được rồi, đó là thành con đường mòn. Bây giờ kêu đừng có rải, người ta sẽ cảm thấy khó chịu trong người đó. Mà người ta, tại vì người ta yếu, người ta không mạnh mẽ để phát triển lên. Chứ nếu người ta mạnh mẽ, người ta bỏ hẳn luôn. Nhưng những cái tầng lớp trí thức là kêu đó là mê tín. Còn những cái phần mà trung lưu hay là những cái phần thấp, cái văn hóa ít đó, kém đó, thì họ mới bắt rải, họ bị cái ảnh hưởng của
xưa bài nay vẽ, xưa sau nay vậy. Mà thậm chí đau khổ nổi nữa, giờ nhà nước cấm không cho rải tiền, giờ rải bông. Biến tiền thành bông, mới như rải bông đi vòng đường á. Cái rác rến làm cho cái môi trường nó thêm phần cống nhộn nghẹt lên vô đó. Mà đâu cần phải rải đâu. Rải làm gì? Rải làm chi? Bỉnh đạo Phật họ nói rải là không, ông này tu không đúng, ông tu ông phải tu để rải. Phật làm gì cho rải? Rải là cái gì? Chúng ta bây giờ thật sự ông bà chúng ta không có biết xài iPhone, mà trong cái giấy tiền mã có iPhone luôn, làm sao không biết, sống không biết chết làm sao đó, đó. Không lẽ đốt luôn cái cột điện Wi-Fi 5G, 4G xuống dưới sao? Nó là một cái mâu thuẫn. Là chúng ta bị trói cái mâu thuẫn đó, chúng ta không thoát được, giống như kiến bò miệng trậu. Không thoát khỏi tư tưởng làm sao mà chúng ta sống được. Chê ngay cái lúc sống đó chúng ta chấp tư tưởng đó thì chết thành ma chấp đó. Phải đốt giấy tiền nhận mã cho tao, tao mới siêu. Đã sống tư tưởng đó thì chết ôm tư tưởng đó. Nên làm sao siêu nổi. Nên thế gian này giờ ma rất nhiều. Ma gì? Là do cái chấp niệm mới thành ma. Là ma là một cái dạng chúng sanh. Mà thế giới của bên nhà Phật gọi là ngạ quỷ. Nên giờ con thấy những cái hiện tượng sau đó, tâm linh. Giờ tâm linh đang hốt hàng. Nghĩa là duyên âm, giải duyên âm gì tốn tiền nhiều lắm. Giải là do bị tâm lý rồi mới có sinh ra cái tệ nạn. Có cung thì phải có cầu. Có cầu thì phải có cung. Có nhu cầu thì phải có cung cấp. Có người bị bệnh hoang tưởng thì mới có những ông thầy cúng. Chứ chúng ta làm chủ được mình niệm thì làm sao có ai cúng. Như bệnh nhân vậy thôi, bệnh nhiều thì mới có bệnh viện. Chứ nếu chúng ta sống lành mạnh, khỏe mạnh thì bệnh viện đâu có. Sở dĩ mà chúng ta thấy nhà thuốc mọc lên như nấm là do bệnh nhiều mới có nhà thuốc. Thì cái cầu phải có cung chứ. Thì đó là quy tắc. Nên những người đến với nhà Phật phải tu trong chánh kiến và giải thoát. Giải thoát khỏi cái sự ràng buộc. Phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Mình bởi vì con người có 4 cái y. Thứ nhất, y đi nhầm. Theo pháp chứ không theo người. Thứ hai, y nghĩa bắt y ngữ. Theo cái đúng chứ không theo lời nói ngon ngọt. Y trí bắt y thức. Theo cái trí tuệ giải thoát chứ không phải theo cái học thực của thế gian, cái sai lầm của thế gian, cái mê tín. Thế gian cho rằng rải tiền mã đúng nhưng mà đó là sai. Y liễu nghĩa, bắt y liễu nghĩa. Có những người đưa ra cái thuyết ăn chay. Có những người đưa ra cái thuyết mà ăn chay và tu hành sao. Nghe thì đúng đó, nhưng mà đi dẫn vô sai. Là phải thờ cái này thờ kia rồi đưa người ta đến đau khổ. Không thờ là bị phạt này nọ. Cho đó là y liễu nghĩa. Cái đến với y liễu nghĩa là gì? Là tin vào nhân quả. Nhân quả là bao trùm cả vũ trụ. Ai cũng phải phạm nhân quả, nếu mà tạo nhân ác thì gặp quả ác. Nhưng mà phải hiểu duyên. Nếu như mình tạo mình lỡ gieo cái nhân xấu, nhưng mình làm cái duyên tốt, thì quả xấu không chỗ. Nên chúng ta cứ sai lầm ở chỗ nhân quả, đổi thừa nghiệp lực. Nghiệp không tội. Cái gì mình phải tính vào nhân tội chứ. Giống như cái phá thai này đổi thừa là nghiệp, là không đúng. Là do cái nhân. Mình tự phá chứ không phải là cái nghiệp quá khứ mà nó trào ra. Tại vì cái nhân này mình nói là sanh ra khổ đủ thứ nên phá thì quan gia đi theo, giống như mà khi quan gia theo thì mới biết sợ. Bởi vì cái câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gieo cái nhân không lầm, còn chúng sanh đợi đến quả mới, quả báo đến mới sợ. Giống như đợi đến bệnh chết nan y gì đó, thất bại gì mới sợ, mới tìm được cái tu. Nên cái câu là quy sơn ngã mạn bắt hồi đầu, có chuyện mới đi đến cầu sinh điện thần thánh sinh xỏ. Chứ bình thường họ sung sướng thì họ không bao giờ có thần thánh, có Phật trời gì đâu. Không có nhân quả đâu. Khi mà họ có chuyện, họ mâu. Thì những người có trí thì họ sẽ nhìn cái nhân quả sâu và họ tránh được cái quả xấu. Còn người vô trí thì họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái đó.